Video lần trước thì mình đã chỉ cho các bạn cái cách nhận biết và lắng nghe cái tiếng kêu của Sencam trên cái dòng xe máy nuôi chung và cái dòng xe Wayab 100 đến 110. Bạn nào cần thì truy cập vào kênh của mình để tham khảo thêm được chi tiết hơn. Còn video lần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách thay thế Sencam mới trên cái dòng xe Wayab 100 này, để cho các bạn đang học nghề hay các bạn mới vào nghề để các bạn tham khảo thêm cho nó được chi tiết hơn. Và bước đầu tiên để thay thế được Sencam mới thì các bạn cần phải tháo mở từ cần số đến lốc điện của xe ra. Khi các bạn tháo mở được ốc khóa của cần số, các bạn sử dụng T10 để các bạn đóng cần số từ bên phía lốc côn ra này. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở lốc điện đến bô lăng điện và mâm nhôm. Với anh em thợ đã lâu năm có kinh nghiệm thì cách thay thế Sencam mới này thì vô cùng đơn giản rồi. Thì anh em và các bạn xem video ủng hộ cho mình. Còn bạn nào mà chưa biết cách thay thế Sencam mới trên cái dòng xe WS100 này thì tham khảo video của mình và có thể là áp dụng nha. Khi các bạn tháo mở được lốc điện của xe, tiếp theo các bạn sẽ tháo mở từ bô lăng điện đến xích đề, đĩa đề. Kênh xe máy chất nổ của mình thì có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook, rồi là số điện thoại đang được thị trên màn hình. Bạn nào cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho các bạn, mình sẽ giúp với bằng những kinh nghiệm thực tế mà mình đã và đang học hỏi được. Hai ốc của mâm nhôm các bạn cần phải sử dụng tô vít đóng thì các bạn mới mở được hai ốc của mâm nhôm ra. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở nắp choàng và các bạn sẽ tháo mở hai ốc của bánh răng cam. Hai ốc của bánh răng cam các bạn sẽ sử dụng khẩu 8 để các bạn tháo mở hai ốc của bánh răng cam. Các bạn sẽ tháo mở ốc của bánh trung gian đến ốc của lùa xua tăng cam. Và để tháo mở được mâm nhôm, các bạn sẽ sử dụng kìm chích để các bạn bóp giữ và các bạn sẽ sử dụng tô vít hai cạnh các bạn nạy để lấy mâm nhôm ra này. Các bạn luôn chú ý cái thao tác của mình làm để khi các bạn thực hiện được dễ dàng hơn. Các bạn sẽ tháo mở bánh răng cam ra bên ngoài này. Và các bạn sẽ tháo mở xích cam đến bánh trung gian. Cách nhận biết tiếng kêu của xích cam trên tất cả dòng xe máy từ xe tay ga đến xe số thì trên kênh của mình đã có những các video hướng dẫn chi tiết về cách nhận biết rồi. Các bạn truy cập vào kênh của mình để tham khảo thêm về cách nhận biết tiếng kêu của xích cam các bạn nha. Xích cam của xe sử dụng lâu thì sẽ bị giãn giáo dần theo với thời gian.
xích cam bị giáo, bị trùng thì khi các bạn nấu khởi động máy lên thì sẽ nghe tiếng kêu xoành xoạch các bạn nhé. Xích cam trên cái dòng WAYAS 100 này thì sẽ sử dụng xích cam 88 mắt. Và để chính xác hơn, trước khi lắp xích cam mới các bạn sẽ đua với cái xích cam cũ này. Ok, đến bước thì các bạn sẽ luồn xích cam. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một đoạn thép ly hoặc một cọng dây như này. Các bạn sẽ luồn sang bên cốt máy này, từ đầu bò sang bên cốt máy nhá. Các bạn sẽ gắn cái xích cam vào sợi thép ly hoặc một cọng dây này để các bạn kéo sang bên đầu bò cho nó được dễ dàng hơn này. Tiện đây các bạn cần phải kiểm tra từ cần tăng cam, bánh trung gian, bánh tỉ cam đến piston tăng cam các bạn nhé. Phần nào mà xung yếu bị mòn vẹt thì các bạn sẽ thay thế sang bộ phận đấy để đảm bảo sử dụng xe được an toàn và bền bỉ hơn theo với thời gian. Các bạn sẽ luôn bánh trung gian, sau đó các bạn sẽ vặn ốc để giữ bánh trung gian này. Các bạn sẽ kiểm tra cần tăng cam này và piston tăng cam này. Sau đó các bạn sẽ lắp ráp bánh tỳ cam. Khi đã hoàn tất luồn xích cam xong thì các bạn sẽ lắp ráp mâm nhôm. Các bạn sẽ chú ý xích cam nhá, không nên tuột vào bên trong đấy. Các bạn sẽ lắp ráp phụ kiện còn lại, đĩa đề, xích đề đến bô lăng điện này. Khi các bạn đã hoàn tất tất cả các bước từ lắp xích đề, đĩa đề đến bô lăng điện rồi thì các bạn sẽ quay bô lăng điện để các bạn tìm vạch dấu điểm T trên bô lăng sẽ phải trùng với cốt máy. Các bạn sẽ quay ngược bô lăng điện nhé. Tìm vạch dấu điểm T trên bô lăng sẽ phải trùng với cốt máy.
Đây các bạn, vạch dấu điểm T trên vô lăng điện sẽ phải trùng với cốt máy này. Khi các bạn đã tìm được vạch dấu điểm T trên vô lăng điện đã trùng với cốt máy rồi, thì từ bánh răng cam sẽ có một cái vạch dấu trên bánh răng cam. Các bạn chú ý nha, trên bánh răng cam sẽ có một vạch dấu tròn này. Khi các bạn đưa bánh răng cam vào thì sẽ phải đồng với dấu của đầu bò thì mới đúng và chuẩn các bạn nhé. Tránh tình trạng là bị lệch dấu thì sẽ sinh ra tình trạng lửa sớm lửa muộn, rồi là xe sẽ khó nổ. Các bạn canh sai tầm cam, thậm chí là khi các bạn nổ khởi động máy lên sẽ bị cong hoặc gãy số bắp các bạn nhé. Các bạn luôn chú ý đến cái bước này. Khi các bạn lắp bánh răng cam vào rồi và vạch dấu trên vô lăng điện trùng với vạch dấu trên cốt máy này, vạch dấu bánh răng cam đồng với vạch dấu trên đầu bò rồi, thì hai ốc trên bánh răng cam nó sẽ bị lệch này. Lúc này thì các bạn sẽ giữ bánh răng cam, các bạn sẽ quay vô lăng điện để lỗ của bánh răng cam được trùng với lỗ ốc, sau đó các bạn sẽ vặn ốc của bánh răng cam vào. Trước khi lắp lốc điện và nắp choàn, các bạn sẽ quay vô lăng điện xem là có vướng mắc gì không. Các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp ráp lùa xua của piston tăng cam này. Để cẩn thận hơn nữa, các bạn sẽ đạp cần khởi động để các bạn kiểm tra xem có còn bị vướng mắc ở đâu không này. Khi đã hoàn tất rồi thì các bạn sẽ lắp nắp tròn đến lốc điện của xe. Các bạn sẽ kiểm tra lại cho mình một lần nữa xem là ốc đã vặn chặt chẽ hết chưa. Trước khi nổ khởi động máy, các bạn sẽ tắt khóa điện và các bạn sẽ đạp khởi động để các bạn kiểm tra thử này. Sau đó thì các bạn sẽ bật khóa điện và nổ khởi động cho xe nổ lên. Như vậy là video ngắn vừa rồi, mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn chi tiết cách thay thế sen cam mới trên cái dòng Jaguar F100 để cho các bạn tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.